Con gái chị một chút sử dụng cái sản phẩm Protanzim này, cháu chị như thế nào? Thế thì tôi cũng xin chia sẻ là con gái tôi năm nay là nó 38 tuổi. Thế mà nó đẻ đứa con thứ hai của nó năm nay cho học lớp 6 năm 2012. Nó có chỉ nhưng nó giấu, nó không hề nói với mình là nó có chỉ. Thế thì đến lúc nó dùng cái này thì hôm nọ là đúng được 25 ngày. Thì nó bảo mẹ con sắp hết rồi, lấy con nọ nữa. Thì mấy cái hôm mà bận cái việc của bà thì không hỏi gì nó được, có gặp nó đâu. Thế nó thế mày uống thế nào thì mấy bắt đầu nó chỉ bảo nó con ngứa. Thì bảo cứ yên chí, tao hỏi bác mát rồi, ngứa là nó khỏi. Thế thì mày làm sao? Nó bảo, ôi dồi hay lắm mẹ. Từ cái năm con, à, nó nói như này, cái chỉ con thò dài như này mà bây giờ nó thụt gần hết, chỉ bằng gần ngô nó thôi. Thế đây bảo, thế mày bị chỉ từ bao giờ mà tao không biết? Nó bảo, thế có bệnh thì còn khoe ra. Từ năm đẻ thằng Đạt xong, mà thằng Đạt đẻ năm 2012. Thế nó bảo là mai là về, là lấy cho chồng nữa. Lấy cho chồng nữa. Nó bảo lấy cho chồng nữa mà không biết là thằng cha này nó đi lấy xe nó có uống không. Lần này con đưa con đổ sản phẩm này tốt lắm nhá, ông không uống ông phải cầm về cho tôi nhá. Mấy triệu bạc của tôi đấy. Nên cái này uống nó dễ chị ạ, nó không bị đi ngoài, nó cũng không. Đúng rồi, từ vì nó chỉ ngậm mà mồm thôi thì nó vẫn đi làm được. Ừ, nó không như những sản phẩm thế khác. Thế còn cái đứa em gái thì nó bảo là nó đau hết cả lưng, nó ngồi nó đi rửa bát nấu cơm cho công ty này. Nó bảo em đứng em rửa ba cái bát này em không chịu được, mà em không, em đau lưng, em đau xương, em đau người lắm. Cứ thỉnh thoảng con nó lôi lên Hà Nội vừa cái nẹp lưng với vừa thuốc 10 triệu. Thế mà nó về nó bảo là em đau lưng, nó em rửa vài cái bát, em đứng em không đứng, em ngồi được. Cái lò hơi nó nóng như thế mà em cứ phải chui vào đấy em nằm trộm. Em chỉ ngần ngã lưng vài phút thôi cũng được. Để thế nó giãn cái bao xương nhiêu cái cốt ra. Thế thì nó mới uống từ hôm cái hôm là bà chưa chết thì chỉ khoảng một yên chí mà nó đỡ đau xương nhiều rồi. Nó sáng nó ôm nó cứ ui giời ui cảm ơn chị gái nhà mình. Hai cái đứa con gái với con rể của nó, đây là cái thằng Thanh Mỹ Yến này này à, nó ghét cái sản phẩm cái hôm bà Lai này đắp nó cứ ba vớ vẩn trong tim. Nhưng mà mẹ mày này em gái tao thì điều trị cả hôm bà Lai cho mẹ đó rồi, cả Lai tớ vứt cả ép cho mẹ đó rồi. Thế nhưng mà cũng không ăn thua. Đến cái này nó bổ nè, tôi thấy mẹ cho bổ hay lắm. Thế mà làm sao đến sản phẩm của bác nó có linh tính làm sao, hay là cháu hay mua thuốc bổ cho bà rồi bà phù hộ cho cháu hay sao. Cháu về cháu bổ chồng, cháu là chồng ơi em lấy sản phẩm của cơ bá Hạnh cho anh ăn nhá, anh vừa xoang lại vừa đau lưng lại vừa xương cốt như này thì hai vợ chồng nó mới lấy uống được hai hôm. Ngày nào nó ngậm mới được hai hôm thì chưa thấy nó bổ kết quả gì. Thế nhưng mà mẹ nó thì có kết quả rồi, mẹ năm nay thì có ui giời ui, không có sản phẩm của bà Hạnh thì chết.